Thưa quý khán giả và các đồng chí, thời điểm này tại những đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tân binh, các chiến sĩ mới đang bước vào kiểm tra 3 tiếng nổ. Sau hơn 3 tháng nhập ngũ, được khoác lên mình bộ quân phục, các chiến sĩ trẻ luôn nỗ lực luyện tập để thể hiện bản thân. Trong lần kiểm tra quan trọng này, có sự khác nhau về tâm lý giữa các chiến sĩ. Có người bình tĩnh, tự tin, nhưng cũng có người cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Với các chiến sĩ mới tại Sư đoàn 312 Quân đoàn 1, cuộc sát hạch lần này không chỉ khẳng định sự trưởng thành của họ, mà còn là dấu ấn quan trọng, một điểm nhấn của thời gian đầu trong quân ngũ. Thao trường buổi kiểm tra 3 tiếng nổ của chiến sĩ mới Trung đoàn 209, Sư đoàn 312. Thời điểm này, chiến sĩ mới của đơn vị đang thực hiện các nội dung kiểm tra sau 3 tháng nhập ngũ. Mặc dù tiến hành các thao tác bắn một cách cẩn thận, đúng quy tắc, nhưng tâm lý không ổn định khi bắn đạn thật là điều mà phần lớn các chiến sĩ không tránh khỏi. Ngoài việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hành của bộ đội, chỉ huy đơn vị còn đặc biệt coi trọng việc đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra. Chúng tôi cũng giáo dục cho bộ đội nắm chắc về các cái công tác bảo đảm an toàn, đặc biệt là trong kiểm tra 3 tiếng nổ, và cũng thông báo tổ chức rút kinh nghiệm các cái vụ việc mất an toàn trong huấn luyện và kiểm tra trong toàn quân để tổ chức kiểm tra bảo đảm chất lượng tốt. Thông qua kiểm tra 3 tiếng nổ thì đến giờ phút này thì về chất lượng thì chúng tôi tổ chức kiểm tra bảo đảm chất lượng và bảo đảm an toàn tuyệt đối của người và vũ khí trang bị. Buổi kiểm tra 3 tiếng nổ là minh chứng cho nỗ lực vượt khó trong rèn luyện và là cuộc sát hạch quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của mỗi chiến sĩ. Quá trình kiểm tra, kết quả giữa các chiến sĩ vẫn có sự chênh nhau về điểm số, thời gian hoàn thành các nội dung. Tuy vậy, với chiến sĩ mới thì đây là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời quân ngũ. Trước khi chúng tôi thực hiện những 3 tiếng nổ thì cán bộ các cấp đã quán triệt chặt chẽ tổ chức sinh hoạt để cho sinh hoạt về bảo đảm an toàn và các kỹ thuật để chúng tôi có một phần tự tin để thực hiện phần thi 3 tiếng nổ. Tôi cảm thấy rất vui vì đã đạt được kết quả như mình mong muốn, và tôi cảm thấy rất hào hứng trong quá trình kiểm tra 3 tiếng nổ này. Trong thời gian 3 ngày, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 209 được tổ chức luân phiên thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ là bắn súng, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn. Kết quả kiểm tra của từng chiến sĩ được công bố ngay sau khi hoàn thành từng nội dung. Đặc biệt, sự động viên của cán bộ chỉ huy đơn vị đã tiếp thêm cho chiến sĩ mới sự phấn khởi, tự tin trong quá trình kiểm tra. Chúng tôi tập trung vào cái sinh hoạt, cái giáo dục, quán triệt và đặc biệt là cái tiến hành rà soát, nắm chắc cái tư tưởng của hạ sĩ quan chiến sĩ để từ đó là kịp thời động viên, khích lệ các đồng chí chiến sĩ mới là bình tĩnh và tự tin vào cái nội dung mình đã được huấn luyện, để từ đó là anh em trong quá trình trước kiểm tra và trong quá trình kiểm tra là luôn bình tĩnh tự tin. 3 tiếng nổ đã trở thành bài sát hạch quan trọng đối với chiến sĩ mới. Không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu nhập ngũ, sự tự tin trong mỗi hành động, mỗi thao tác của bộ đội là minh chứng rõ nét cho sự rắn giỏi, chững chạc sau 3 tháng rèn luyện tại đơn vị.